Alo, kênh 7 xin nghe. Thưa quý vị, theo quy định của luật đất đai, việc sử dụng đất công, đất nông nghiệp trái mục đích như là xây dựng nhà ở, nhà máy, khu thương mại và các hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, tại Hà Nội thì thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp để xây dựng và kinh doanh trái phép vẫn đang diễn ra và có dấu hiệu gia tăng. Điều này đang đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan quản lý, nhất là ở khu vực ngoại thành. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Alo Cử Tri. Khu vực giáp ranh giữa ba xã Việt Hùng, Dục Tú, Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Khu vực này vốn dĩ là đất công, đất nông nghiệp, nhưng thời gian qua đã xuất hiện tổ hợp các công trình như nhà tạm, bể bơi, khu vui chơi, tiểu cảnh. Khu vực này hiện tại thì là đất nông nghiệp, tuy nhiên thì quý vị các bạn có thể thấy đằng sau lưng tôi đây là một cái nhà hàng với cái diện tích hàng trăm mét vuông thì đã được mọc lên. Rất là nhiều công trình mọc lên trái với quy định của luật đất đai. Không đúng, nhưng mà dân ở đây thì kiểu nó lại là đất lầy. Bọn chỗ này nó là đất lầy, dân tỉnh cấy là không được ăn. Mấy thế mà bây giờ mà ông ấy mua cho theo cái giá như nhà nước, người ta bán cho ông đấy để ông xây dựng và làm những cái thứ này. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng thừa nhận, các công trình tại khu vực này không được cấp phép xây dựng. Với diện tích 42.000m2 đất nông nghiệp do một hộ gia đình tại địa phương sử dụng. Tuy nhiên, dự án này lại có tính chất cộng đồng. Chẳng hạn như mỗi năm, chủ đầu tư dành 400 vé bơi và dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn, nên chính quyền địa phương chưa xử lý. Cái khu vực này nó là cái vùng trũng của chúng tôi. Đấy thì khi mà người ta có cái nguyện vọng, cái nhu cầu mà người ta muốn cải tạo, san lấp hay làm bất kỳ nội dung gì, chúng tôi đã có cái hướng dẫn yêu cầu họ liên hệ với các cấp có thẩm quyền để xem xét, để hướng dẫn. Tới đây cũng đã tổng hợp báo cáo về huyện để huyện có cái ý kiến chỉ đạo chúng tôi thì chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện. Tuy nhiên là về góc độ quản lý chính quyền của địa phương thì đương nhiên là chúng tôi đã hoàn thiện tất cả các đầy đủ hồ sơ theo quy định. Tương tự tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, khu đất công rộng hơn 8.200m2 này đang bị phân lô, mọc lên hàng chục kiosk cửa hàng, nằm tại vị trí đẹp, có khả năng sinh lời cao, nên luôn có sự nhộn nhịp từ các hoạt động kinh doanh và thu hút nhiều nhà đầu tư tìm đến, từ làm quảng cáo đến các cửa hàng sửa chữa và buôn bán ô tô. Đây là bên này vừa thuê xong, bên này vừa thuê một nửa, như của chỗ em nửa thôi, 25 triệu. À, không phải của bên anh à, em tờ của bên tất cả của mình luôn. Không, cái này của em là ô này. Theo khảo sát của phóng viên, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng nghìn công trình vi phạm trật tự xây dựng, tập trung ở các quận huyện như Hoàng Mai, Đông Anh, quận Long Biên. Kinh doanh thời vụ không được đầu tư đồng bộ nên cả khuôn viên nhếch nhác, mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Xây tường hoặc là làm nhà tạm thì buộc phải tháo dỡ, không tháo dỡ thì chính quyền cho vào cưỡng chế. Khi cưỡng chế thì chi phí về mặt cưỡng chế đó, những người vi phạm sẽ phải chịu. Cũng theo luật sư, luật đất đai đã quy định rất rõ việc sử dụng đất không đúng mục đích, được giao, được cho thuê, nếu vi phạm kéo dài mà không được khắc phục sẽ bị nhà nước thu hồi đất.